anh chị, hôm nay Hồng Duyên giới thiệu một cái máy hồi trước giờ ở Việt Nam mình chưa từng có luôn. Một cái máy vừa hàn được, vừa tẩy inox được, rồi vừa sạc bình, kích bình được luôn quý anh chị. Thì cái này nó là của thương hiệu Protest nè, nó có hai mã nha. Một mã MK2500 và một mã MK2500 Plus. Thì nó khác nhau chỗ nào phải không? Ví dụ như cái này á, cái mã nó là 2500 Plus nè quý anh chị. Thì nó có chức năng là hàn là chắc chắn rồi ha. Rồi nó có chức năng là tẩy mối hàn inox. Rồi nó có chức năng sạc bình, kích bình đó. Còn cái con máy này á, thì nó không có chức năng được như vậy. Cái con máy này là MK2500 của hãng Protest nè. Hãng Protest mới vừa ra luôn anh chị. Con này dữ á. Thì con này á, nó lại không có cái chức năng là tẩy mối hàn. Nó chỉ có thể là ở không có chức năng sạc bình. Nó chỉ có thể là hàn và tẩy mối hàn thôi. Không có chức năng sạc nha. Ví dụ như nãy đây có chức năng sạc nè. Nó khác biệt nhau và nó trên lệch khoảng 200.000. Ví dụ như quý anh chị mà mua một con máy này để giờ test thử trước cho quý anh chị mình coi cái chức năng. Quý anh chị mình sẽ thấy ở đây nó có những cái chức năng nào, con máy này dữ dàng lắm. Đó là khi quý anh chị mình thấy nè. Bây giờ đầu tiên đây là chức năng hàng que nè không? Khi mà hàng que đó quý anh chị mình thấy ampe nè. Đó là ở đây quý anh chị mình tăng giảm ampe ở đây không? Rồi, ví dụ như ở đây nó có chức năng at for nè, hot start nè. Ví dụ như quý anh chị chỉnh là để như xuống đây nè, độ ngấu đúng không? Mình chỉnh tăng giảm đây. Rồi quý anh chị nhấn cái nữa, nhảy xuống dưới, hot start, bắt lửa nhại, chấm dính không? Đó, rồi mấy chức năng HS này đồ nói nhiều chức năng lắm nhưng mà nhiều chức năng mình không có xài tới. Ví dụ như quý anh chị nhảy xuống đây, chức năng này cần xài nè. VRD nè quý anh chị. VRD là chống giật á, chức năng chống giật nó nằm đây. Ví dụ như quý anh chị nhấn xuống cái chức năng VRD này thì quý anh chị thấy ở đây nó nổi lên nè, thấy không? Ở đây nổi lên là khi đó là ok, nó đang chống giật. Còn mà nó có chữ off là nó tắt luôn, là nó không chống giật ha. Đó, rồi xuống dưới này, dưới cùng này nó có chức năng là CCCV. Tức là CC á, là chức năng của nó là dòng hàng ổn định, cực kỳ ổn định luôn. Chỉnh ở CC á, là ok không? Còn chỉnh cho anh chị để ở CV á, thì nó lại là nó giống như nói hàng nhấp nhô vậy đó. Nhưng mà chức năng nó không cần đâu, mình chỉ cần chức năng CC để mình hàng ổn định thôi. Còn cái này mấy này hôm nào Duyên sẽ làm chi tiết về những cái phần từng phần về hàng, rồi về test cái chức năng là sạc bình, kích bình, rồi test chức năng mà giống như quý anh chị thấy là có thể là tẩy mối hàn inox. Bây giờ trước tiên á, ở đây VRD hàng que, ở đây là có tích quẹt nè quý anh chị, đây nè ha. Ví dụ như quý anh chị nhấn đây là tích quẹt nè, chức năng tích quẹt nè. Rồi VRD là chống giật là nãy nó có ha. Ở đây là clean này là nó để là mình để mình quét đó, mình quét tẩy mối hàn á. Còn ở bên này nè, cái chức năng bên này á, là để giống như là mình sạc bình, kích bình rồi đó. Còn bây giờ là Hồng Duyên sẽ test cho quý anh chị coi cái chức năng là tẩy mối hàn. Thì tẩy mối hàn á, là nó sẽ có cho quý anh chị một cái bộ như vậy, một cái chai axit như vậy nè quý anh chị quét vô này nè. Thì tẩy mối hàn dụ như là mình tăng giảm. Ở đây quý anh chị mình sẽ thấy tăng giảm nè, ví dụ như tùy theo giày, giày thì mình tăng cao lên. Đó, ví dụ như quý anh chị thấy giày là tăng lên 40 luôn nè, đồng hồ xanh ha. Còn ví dụ như vài ly thì quý anh chị có thể để 30, hai mấy gì đó tùy. Ví dụ như để 30, mình quét thử cho quý anh chị mình thấy nè. Bây giờ mối hàn đây nó ố đúng không? Quý anh chị để ý là mối hàn này ố đúng không? Bây giờ mình sẽ nhúng vô mình quét thử. Quét thử xem nè quý anh chị, nè ha. Đó, quý anh chị mình thấy nè. Đó, để quét mấy này ố không? Quét ố, bây giờ quét thử cho quý anh chị mình coi nha. Coi nó hết ố không nha. À, quét thử coi coi nó hết ố không. Cái này nó tạch lửa kệ nó ha, không sao hết á. Đó, cho quý anh chị mình coi là xem coi cái này nó dành cho những cái mối hàn inox thì tuyệt vời luôn ha. Đây lau qua thử một cái cho quý anh chị mình coi nè. Nè quý anh chị thấy trắng tinh nè, thấy không? Đó. Ngon lành không? Bây giờ vết ố đây không? Vết ố đây quý anh chị thấy khác biệt không? Chỗ này chưa quét nè. Chỗ này chưa quét vết ố nè, giờ nhúng một cái quét bên này một cái cho quý anh chị mình coi nè ha. Đó, quét ra. Đó, sạch trơn liền quý anh chị, thấy không? Đây, quét sơ nhẹ qua một cái thôi sạch luôn nè, lau một cái cho quý anh chị coi. Đó, thấy không? Quý anh chị đừng đụng hai cái cùng lúc nha. Đụng cái này, đụng cái mát luôn là nó bị giật, mà giật nhẹ nhẹ thôi, không gì. Thấy không? Đó, quý anh chị thấy hay không? Đó, còn cái chức năng mà hàng, bây giờ test hàng thử đi. Ở đây không có cái bình, có cái bình thì test chức năng hôm nào như sẽ test cái bình. Nhưng mà sạc bình đồ ngon luôn, ở này rồi. Mới về hàng nên là Hồng Duyên test cho quý anh chị coi sơ sơ về hai cái mẫu máy này. Bây giờ test hàng cái thử luôn nha. Rồi với lại quý anh chị mình lưu ý cái điều nữa đó ha, là khi mà mình test cái kiểu để mình tẩy mối hàn á,
là quý anh chị mình nhớ dây mát á là nó nằm ở cọc dương nha, dây mát cọc cọc dương, còn dây tẩy của nó nằm cọc âm nè. Còn khi quý anh chị hàng á là quý anh chị mình bật cái cờ, bỏ cái dây mát này nhảy qua bên này ha, cọc âm, còn dây hàng ở cọc dương nè. Đó, quý anh chị thấy cọc dương không? Rồi ví dụ như đang ở chức năng này là tẩy đúng không, quý anh chị mình nhấn ở đây nè, nhấn đây nó nhảy về đây nè, đó là quý anh chị hàng đang hàng que nè. Đó, đây là không có chức năng chống giật. Còn khi mình muốn chức năng chống giật á là quý anh chị mình nhấn xuống cái chữ VRD này nè, là khi đó đây nó đang tắt là không chống giật. Không chống giật thì nó tiếp xúc điện tốt hơn. Còn khi quý anh chị chống giật nè, chống giật thì quý anh chị chỉnh xuống đây không, đây rồi là quý anh chị chỉnh cái này nè, nó sáng đèn lên là khi này là nó chống giật nè ha. Đó, còn giờ mình không chống giật cho nó bắt lửa cho nó nhảy nha. Quý anh chị thấy lửa nó đều ghê không? Quan trọng là đây là hàng đổ 3 ly 2 nè quý anh chị, đang hàng đổ 3 ly 2. Nhưng mà hàng thử một đường, tại mấy hàng này hàng que thì quá đơn giản nha. Test thử cho anh chị một đường thử là mình đã thấy cái quan trọng là lửa đều là ok rồi. Đó, đó là cho quý anh chị mình coi cái lửa đều của nó thôi là được rồi. Đây gõ ra cho quý anh chị mình coi luôn. Đây quý anh chị thấy không, mỗi hàng cực kỳ bóng bẩy luôn thấy không? Đó, chỗ này vậy, test thử sơ một đường là quý anh chị mình đã thấy rồi. Đây nè, giới thiệu quý anh chị là hai cái mẫu này á là của bên hãng Pro Test nó mới về. Thì quý anh chị thấy là bây giờ cái giá nó như vậy nè. Cái con máy này á là chỉ có chức năng tẩy, không có chức năng sạc bình. Thì con máy này là giá cái thân máy này không là 1.800.000 quý anh chị. 1.800.000 máy này vừa hàng và vừa tẩy. Nếu quý anh chị nào không mua cái không có cần cái chức năng sạc bình á là không chơi con kia, con này thôi. Con này hàng và tẩy, thấy không? Máy này là 2.500.000, không có bờ lết nha. Thì hàng và tẩy có chức năng chống giật đầy đủ, có chức năng tích quẹt đồ đầy đủ thôi. Thì quý anh chị mua con này á là cái máy của nó sẽ có đi theo cho quý anh chị một cái cọng dây đó, một cọng dây hàng mát và một cọng dây hàng que. Một cọng dây hàng que nó tầm 3 mét và một cái dây mát nó là 2 mét quý anh chị. Nó chỉ có vậy thôi nha, nó chưa có dây tẩy nha. Đó, thì quý anh chị thấy cái máy nào nó đi theo cũng chỉ có bộ dây vậy thôi. Nhưng mà quý anh chị muốn mua thì thí dụ như quý anh chị nó có theo cái dây đó, cái dây nó có mặt nạ hàng luôn đúng không, nó có mặt nạ hàng với cái búa chổi cước, vậy là nguyên một bộ rồi đó. Rồi thí dụ quý anh chị mình muốn mua cái chai tẩy này á, cái chai tẩy này với lại cái dây tẩy này nè quý anh chị, là một bộ của nó 500.000. Nhưng mà bên hãng á nó bán cho quý anh chị kèm theo lần đầu tiên mua máy á là nó khuyến mãi 50%, chỉ còn có 250.000 thôi. 250.000 cho cái chai tẩy này và một cái cần tẩy này quý anh chị ha. Đó, đó là chính sách bán của hãng ha. Bảo hành quý anh chị 15 tháng. Còn con máy này á thì nó có chức năng là vừa hàng, vừa tẩy, vừa sạc bình. Thì máy này là 2.500.000 bờ lết ha. Thì máy này thì giá của nó mắc hơn kia 200, thấy không? Mắc hơn kia 200. Thì này á là nó có dây sạc bình quý anh chị. Thằng này dây sạc bình nó đây nè. Đó, quý anh chị cắm dây sạc bình nó nằm đây nè, đúng không? Và hai dây mát, dây sạc bình với dây mát nằm đây là ok, cắm vô mình sạc cọc dương cọc âm. Thì quý anh chị cắm đúng hôm nào nhiên làm cái video cho quý anh chị. Khi mà quý anh chị mà mua cái máy đó, nhiên có test cái video rồi nhưng mà chưa có gửi cho quý anh chị, do là nó mới vừa về ha. Đó, thì hôm nào là quý anh chị sẽ xem hồng nhiên test đầy đủ cái chức năng là kích bình, sạc bình đồ đầy đủ luôn. Thì máy này là giá 2.000.000. Nếu quý anh chị mua cái máy này thì nhận được cái dây sạc không, cũng không có chai tẩy và cái dây tẩy luôn. Đó, thì mình mua theo kèm theo là lần đầu tiên hãng nó tính cho mình chỉ có 250.000. Nhưng mà sau này quý anh chị mà mất hay là hư gì đó, quý anh chị muốn mua một bộ của nó là phải 500.000 ha. Đó, thì máy này 2.000.000 nè, bảo hành 15 tháng, máy này 1.800.000. Mua kèm theo cái bộ kia thì giá bán cho quý anh chị mình là 250.000 kèm theo máy nha. Đó, bảo hành 15 tháng. Thì đây là sản phẩm mới, thì mới về thôi, chưa có những cái video test thực tế. Hôm nào là có test xe đồ cho quý anh chị coi, test những cái bình nó xài, nó sạc là nó sạc cái bình từ 40A trở lên quý anh chị. Còn nhỏ nhỏ là quý anh chị phải câu nối tiếp, ví dụ 10A, 15A gì đó, quý anh chị phải câu nối tiếp qua mấy cái. Nói chung nhỏ nhất của con này phải là 40A thì là nó mới sạc được, chứ còn nhỏ quá nó phù bình ha. Đó, thì đây là cái mẫu máy hàng mới nhất trên thị trường luôn, ở Việt Nam mình chưa có. Thì đây là mỗi video sơ bộ để quý anh chị biết nó có một cái công nghệ này, hàng được, tẩy được, không? Rồi sạc bình được. Thì quý anh chị có nhu cầu về sản phẩm này có thể liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên nha. Rồi hôm nay khác Nhiên sẽ làm cái video là test về sạc bình cho quý anh chị mình coi luôn. Còn bây giờ Hồng Nhiên xin kết thúc cái video ở đây.
Quý anh chị có nhu cầu về sản phẩm liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên nha. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Bây giờ Hồng Nhiên xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.